Chào tất cả mọi người, đây là khu vườn cẩm cù của mình. Thì từ cái đợt dịch 2021, cái phong trào mà trồng cây của những người yêu cây á, thì trở nên phổ biến. Chính vì vậy thì mình đã phát triển thêm về cái những cái dòng cẩm cù trên cái khu vườn của mình. Cẩm cù tên tiếng Anh của nó là hoa. Thì có rất là nhiều loại và cũng như là mặt hoa khác nhau. Ở Việt Nam ghi nhận trên 300 loại cẩm cù khác nhau. Mỗi loại cẩm cù thì nó có một cái đặc tính về hoa cũng như mùi thơm, lá và cách phát triển khác nhau. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái loại cẩm cù mà trên khu vườn của mình đang sưu tầm và trồng. Canosa White, đây là một cái chậu lớn này, có rất là nhiều hoa và còi hoa. Thì những cái dòng này thì nó sẽ nở cho mọi người quanh năm và đặc biệt cực kỳ dễ trồng ha. Rồi, tiếp đó là một chậu của nó rất là đẹp và đặc biệt hơn á, là gian chăm sóc nhưng mà mang lại cái giá trị đó là sản phẩm của mình là hoa nở rất là đẹp và đặc biệt là mùi thơm. Rồi, ngoài ra trồng hai cái tác phẩm nghệ thuật của mình là hai cặp, một cặp lục bình. Đây là một cặp có giá trị kinh tế rất là cao và đặc biệt hơn là những cái tác phẩm mang đến cho bản thân mình nhiều thứ mà giá trị khác không có. Đó là về mặt tinh thần cũng như là thỏa mãn cái đam mê trồng cây của mọi người. Đặc biệt hơn là trong khu vườn cẩm cù đặc biệt của anh Đỗ Minh Đức trồng hơn 40m² với gần 40 loại cẩm cù khác nhau. Đồng thời, anh còn có chương trình tặng cây cho những ai có nhu cầu, hướng dẫn và khuyến khích trồng cây cho những người mới bắt đầu, lan tỏa năng lượng sống xanh đến với mọi người. Hậu Covid thì mình nhận ra rằng là cuộc sống xanh mang lại cho bản thân mình và tất cả mọi người rất là nhiều ý nghĩa. Đặc biệt hơn là giúp cho mọi người có cái tinh thần lạc quan, vui vẻ và tích cực hơn. Từng dương tính với Covid, đồng thời phải đối mặt với áp lực công việc lớn, Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Trường Đại học An ninh Nhân dân đã xây dựng cho gia đình mình một khu vườn xanh mướt mắt, là nơi để cả nhà thư giãn, trà bánh, đọc sách mỗi chiều. Những cái thời gian rảnh rỗi để mình lên đây mình chăm, mình vun vén, mình nhặt những cái bắt những con sâu, mình nhặt những cái nhánh hoa ở trong cái khu vườn này, thực sự nó như là một cái liều doping tinh thần để có thể là phục hồi một cách nhanh nhất những cái hậu Covid. Và mình nghĩ rằng là thực sự nó rất cần thiết và lúc đấy nó mới đúng nghĩa với giá trị của cuộc sống trong cái bối cảnh hiện nay. Khu vườn rộng 60m², mỗi khi vào mùa thu hoạch đầy ắp rau củ quả như ổi, mận, nha đam, bầu, cóc, đu đủ. Bên cạnh đó còn được tô điểm bởi hoa hồng, hoa giấy và các loại rau khác. Có những cái lần mà mình trồng bầu, ví dụ như là bầu sao chẳng hạn, để có những quả nó to tới 3-4 kg cơ. Mình nâng cái quả bầu đó lên và mình cắt cái quả bầu đó xuống, mình cảm thấy nó có một sự thỏa mãn nào đó rất là sung sướng. Cây mướp đắng chẳng hạn, thì có những lần mình thu hoạch mướp đắng nó phải từ 30 trái, thật sự thoải mái, thật sự hạnh phúc. Nhiều người cho rằng các chiến sĩ công an thường rất khô khan. Theo quan điểm của anh, việc nghiêm túc trong quá trình công tác và việc chọn cho mình một lối sống an yên là không có mâu thuẫn. Sở hữu cho mình một khu vườn trên sân thượng như thế, ngoài việc mang đến cuộc sống xanh cho gia đình, đó còn là nơi mà người bố giáo dục hai con và mang đến những trải nghiệm thú vị cho các cháu.